Đây là một câu chuyện kể về một thằng sửa xe và một con điếm luôn nghèo khổ và muốn vượt lên tất cả để tìm cho mình một cái gì đó gọi là hạnh phúc. Và ai ai cũng vậy, ai ai cũng cần có hạnh phúc. Nè tôi nghèo lắm, giờ tôi cũng không có việc làm. Tôi đi theo ba sĩ xe từ nhỏ nên tôi sống thật không lòng tham. Tôi có cái trò nhỏ nhỏ ngoài góc ngã năm Thủ Đức để làm bạn. Tôi sống trong những cảnh đau khổ nhưng mà tôi không dám buông lời than. Và rồi thời gian sống đó cũng đã dần dần thấm thoát cho qua nhanh. Ba tôi thì mất chiếc xe thì bán, giờ đây chẳng còn ai bên cạnh. Một mình cô đơn lặng bước, tôi bước thật chậm đi qua từng đêm lạnh. Rẽ vào cái quán cà phê lập sập để tôi tránh khỏi mọi thứ xung quanh. Và tôi đã gặp em, tôi cười với em ngay từ đó. Nụ cười dịu hiền em trao cho tôi cảm giác thật lạ chưa từng có. Tôi hỏi em tên gì, em nở nụ cười rồi em đáp em không có tên. Anh hỏi làm gì, xin đừng chọc ghẹo hay chà đạp. Ánh mắt đượm buồn của em khi tôi nhìn vào thì ra em đang khóc. Thôi anh xin lỗi, anh không cố ý mà sao em lại không đi học. Em không có tiền, em không có nhà thì điều kiện học ở đâu ra. Em trả lời tôi một cách vô vọng, ánh mắt cay đắng như chưa từng thứ tha. Cuộc đời bao nhiêu sóng gió, cố bước tìm cách kiếm tìm, chỉ để có chút niềm tin. Vẫn luôn cháy trong tim một mơn, mong con sống sẽ tốt hơn. Làm sao có nếu ta lấy trong hư vô ở nơi đâu, nơi đâu là ngày mai. Tôi mong tôi sẽ có được một hạnh phúc, nhưng quan trọng hết là vẫn chưa khiến cuộc sống tôi không ngã gục. Mất phương hướng, tôi xin vào làm tại một quán cà phê. Và ngay lúc này, cuộc sống tôi là bước vào trong u mê. Từ một cô bé ngoan hiền ngốc nghếch, thành một cô bé dân chơi, thành một món hàng mua rồi bán hàng đem sức lực dần vơi. Vì cuộc sống, vì miếng ăn, vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên phải cùng họ, cùng nó nằm chung giường chung chăn. Một đêm của tôi bằng đêm bao bốn tháng lương người ta. Thử hỏi nếu không bước vào nghề này thì tiền ở đâu ra để tôi có thể đi trang trải cùng với lo cho gia đình, cùng với chuyện học, vì tương lai của chính mình. Tôi bỏ mặc anh, bỏ mặc tình cảm, vì sao chết anh cũng biết mà. Tình cảm em cần nhưng hai trái tim không có vực trước sao sống hả. Đã bao nhiêu lần em suy nghĩ mất thâm vì phải thức thâu đêm, nhưng cuộc sống hiện tại đã làm em quyết định nhất khoái không yêu mềm. Cuộc đời bao nhiêu sóng gió, cố bước tìm cách kiếm tìm, chỉ để có chút niềm tin. Vẫn luôn cháy trong tim một mơ, một cuộc sống sẽ tốt hơn. Làm sao có nếu ta lấy trong hư vô ở nơi đâu, nơi đâu là ngày mai. Có lẽ nào mai mai không đến, có lẽ nào tất cả chỉ là xa vời. Phép màu hay nhắm mắt, cuộc đời bao nhiêu sóng gió, cố bước tìm cách kiếm tìm, chỉ để có chung niềm tin. Cuộc sống sẽ tốt hơn, làm sao có nếu ta lấy trong hư vô ở nơi đâu, nơi đâu là ngày mai. Tôi có thể nói rất nhiều điều nhưng không giữ lại trong tim những điều mà tôi chưa bao giờ ngừng mong. Tôi ước một ngôi nhà với tình thương vây quanh, tôi ước một vòng tay ôm trọn vết thương chưa lành. Nằm co ro cho đông đông rồi mới tưởng về tương lai, giá lạnh của màn đêm đẩy lùi đi thực tại. Mơ ước hiện ra với bao nhiêu thứ sao hoa, cái nghèo dần biến mất, tôi vượt lên trên cả người ta. Hãy cho tôi một nụ cười, cho tôi một nghị lực để tự đứng trước bao người. Liệu có quá xa vời?